Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy ZT231 của Jetra. Mục đích của việc vệ sinh đầu in này đó có thể là giúp mình là tăng tuổi thọ của chiếc máy ZT231 này. Thứ hai đó là nó cho ra những cái bản in được đẹp hơn và sắc nét hơn. Thứ ba nữa đó là mình tránh việc hư hỏng đầu in, tốn cái chi phí để mà thay khi mà nó bị xước. Thì mọi người hãy cùng em theo dõi cách để mình có thể là vệ sinh đầu in đúng cách. Thì bây giờ em sẽ tiến hành vệ sinh đầu in cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên để mở máy lên thì mọi người bên hông này mình kéo nhẹ cái này lên nha. Đây, được máy lên đó. Thì thường thường mình vệ sinh lên trên máy nó phải đang còn giấy mực lúc trước mình đang in, thì mình cần phải tháo cái giấy mực đó ra. Đây thì mình bật cái nắp đầu in lên ha. Đây, gạt cần gạt lên. Đây mình chỉ cần tháo cái mực này ra cho em nha. Này mọi người có thể tháo luôn một mực và có thể là kéo nó ra một bên. Em đang kéo nó ra một bên thôi ha. Đó, cái giấy thì mọi người có thể cuộn lại phía sau. Đây, để mà vệ sinh đầu in thì mình sử dụng giúp em đó, một là bông gòn ha, hai là cồn y tế, cồn 90 độ. Thì mình sử dụng hai cái này để mình vệ sinh đầu in là đúng cách ha. Đây thì mình cái vị trí mà mình cần vệ sinh thì đây là cái cụm đầu in của máy đây, mọi người có thể xem. Thì đây là nguyên cái cụm đầu in của máy, dưới này là cái phần đầu in rồi nó sẽ đốt nhiệt để nó hàn tiểu lên đó. Thì đây là cái đồng nhiệt của nó đây, mình vệ sinh cần vệ sinh cái này và mình vệ sinh luôn cái trục roller. Đây là hai cái phần mà nó tiếp xúc với máy nhiều ha. Đây những cái phần rục color đây nha mọi người, mình vệ sinh hai phần này. Đây thì mình lấy một ít bông gòn, lấy một ít bông gòn như em ha, sau đó thì mình tẩm lên một ít cồn với một lượng cồn vừa đủ cho mọi người, không cần nhiều quá, một ít quá. Đây mình tẩm lên một ít, sau đó thì mình lau qua cái đầu in cho em, đầu in ở phía dưới này nhá. Đây đây mọi người, lúc mà lau mọi người chú ý giúp em là mọi người chỉ cần kéo một đường thôi ha, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái thôi ha. Sau đó thì mình sẽ lấy một miếng bông gòn khác rồi mình vệ sinh ra. Tại vì việc đó nó rất là lỡ như trên cái bông gòn nó có dính bụi bẩn hay dính cá sàn đó, mình chà qua chà về thì nó sẽ bị xước. Sau đó mình đổi cái miếng bông gòn khác giúp em nha. Mọi người có thể là lấy chà vài lần để xem trên cái bông gòn nó đã trắng chưa, nó sạch cái đầu in chưa ha. Tiếp theo sau khi đó thì mình lấy một nhiều bông gòn khác, mình lau cái trục roller này giúp em nha. Đó cho mọi người có thể là mình xoay cái trục roller này, cái trục này mình có thể xoay được này, phía bên dưới này nó dơ này, xoay được thì mình vệ sinh lau giúp em cái phần phía bên dưới này nha. Đó mọi người xoay giúp em để lau hết sạch cái vị trí của trục roller này. Nó sau khi mà mọi người thay xong và vệ sinh xong thì mọi người cần lắp đặt lại giấy mực thôi. Mọi người đợi một tí, cỡ tầm 1 phút để cho cái cồn nó bay thôi đó. Sau đó mình sẽ lắp đặt giấy mực thôi và in lại thử thôi. Mực mình cũng lắp lại đó, tháo ra thì mình lắp lại. Giấy thì mình cũng vậy đó. Đó. Sau khi lắp lại rồi thì mình đóng đồ in lại ha. Đây, đóng đồ in lại. Đóng bao cho máy nó hoạt động trở lại. Đây, mọi người thấy không? Máy hoạt động trở lại. Có lúc tiếp nó ra đúng cái vị trí xét. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đến thử. Thì như vậy thì quá trình vệ sinh đầu in đã hoàn thành. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách mình vệ sinh đầu in của dòng máy ZT231 này của hãng Jetra. Thì mọi người lưu ý thì mình cần nên vệ sinh đầu in thường xuyên để có thể là bảo quản được cái thiết bị của mình sử dụng được lâu dài hơn. Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì về dòng máy in này thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.